Cậu ruột của nghệ sĩ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ qua đời, Dàn Sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn. Trước sự ra đi đột ngột của người thân, nhiều sao Việt đã gửi lời an ủi động viên đến nghệ sĩ Hoài Linh và Dương Triều Vũ, mong họ sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của mình, Dương Triều Vũ đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái buồn bã về cậu ruột vừa mất trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Nam ca sĩ cũng chưa tiết lộ đến người hâm mộ nguyên nhân qua đời của người thân. Em trai nghệ sĩ Hoài Linh đã viết: cậu ruột, mục sư Nguyễn Đình Hiệu vừa mới về với Chúa đêm hôm qua lúc 20 giờ 20 phút. Chúng con vô cùng thương nhớ cậu. Cảm ơn cậu vì những tình thương và gương sống. Cầu mong cậu yên nghỉ trên nước Chúa. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều bạn bè như Mai Hồ, Hồ Ngọc Hà và người trang điểm cho nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2020, danh hài Hoài Linh buồn bã chia sẻ thông tin dì ruột anh vừa qua đời ở Mỹ. Cụ thể, khi chia sẻ bức ảnh kỷ niệm của gia đình, anh viết: mẹ bảy kêu, mẹ mười gọi, thức dậy đi cô áo hồng xinh đẹp của con, ngủ nhiều không tốt mẹ ơi. Hiện tại, người hâm mộ cũng tò mò nguyên nhân mà người thân của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ qua đời. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa có những chia sẻ nào về cậu ruột. Mọi người mong nam danh hài và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ.